À, xin chào cả nhà. À, xin lỗi là phải lùi lại 30 phút vì Thuy đang học dở một lớp online và lớp này kết thúc hơi muộn. À, có cha mẹ nào đang muốn nghe về dạy con giá trị yêu thương không ạ? Yêu thương là một trong những giá trị sống căn bản. Nếu chúng ta muốn có bất kỳ một điều tốt lành nào đó cho con chúng ta thì không gì bằng hãy trao cho con giá trị cốt lõi căn bản đầu tiên, đó là giá trị yêu thương. Nếu chưa có giá trị yêu thương thì những giá trị khác rất khó có thể đạt được. Ví dụ nhiều cha mẹ muốn dạy con biết có một cái tinh thần đoàn kết hay là tôn trọng người khác hay là bình an, chân thành vân vân thì tất cả những giá trị đó nó đi sau giá trị yêu thương. Tại sao giá trị yêu thương lại quan trọng như vậy? Đứa trẻ nó học được giá trị yêu thương, nó sẽ thật sự được sống với một trái tim nhân hậu, biết trân trọng chính mình, biết trân trọng mọi người xung quanh. Sẽ những đứa trẻ có trái tim yêu thương không làm tổn hại chính mình, không làm tổn hại người khác và không làm tổn hại xung quanh. Nó có 5 cấp độ yêu thương. Cấp độ đầu tiên chúng ta cần dạy cho con đó là cấp độ yêu thương bản thân. Thứ hai đó là yêu thương gia đình. Thứ ba là yêu thương đất nước. Thứ tư là yêu thương nhân loại, thế giới. Thứ năm á, là yêu thương muôn loài, yêu thương tất cả mọi vạn vật trên thế giới này. Thì từng cấp độ đó thì theo tuổi tác, theo thời gian, theo sự trải nghiệm thì chính chúng ta người lớn cũng đang học chứ không phải chỉ trẻ em. Tất cả chúng ta cũng đang cần học giá trị yêu thương này, đúng không ạ? Nhưng với trẻ em chúng ta cần dạy các con yêu thương chính mình đầu tiên. Nếu chưa có cấp độ 1 thì chúng ta không thể dạy các cấp độ 2, 3, 4, 5 đâu ạ. Nên nhiều bài giảng về yêu thương trong trường học hay trong gia đình thì nhiều người cứ muốn trẻ phải yêu thương gia đình, yêu thương anh em, yêu thương bố mẹ, yêu thương ông bà mà quên mất là dạy cháu yêu thương chính mình. Cái giá trị yêu thương này nó rất là vô giá và nó không thể nào mà dạy bằng lời nói được. Không thể bắt người khác yêu thương ai đó được, cũng như cũng không thể bảo con phải yêu thương con được, không có dễ như vậy. À, hôm nay tôi sẽ chia sẻ hai ý thôi. Đó là dạy con giá trị yêu thương thông qua thân giáo và ý giáo. Còn ngôn giáo thì tôi cho rằng chúng ta đã làm nhiều rồi. Và càng làm ngôn giáo nhiều thì càng không có nhiều tác dụng đâu ạ. À, nói bằng lời không có giá trị đối với giá trị sống yêu thương. À, thứ nhất đó là ý giáo. Thôi ngôn giáo quan trọng hơn, tôi để phía sau. À, ý giáo là gì? Đó là những cái suy nghĩ yêu thương của chúng ta đối với trẻ. Nếu chúng ta thật sự không yêu trẻ thì chúng ta rất khó trao truyền cho trẻ cái giá trị yêu thương, đúng không ạ? À, tôi muốn chia sẻ với các bậc cha mẹ một vài cái quan điểm về vấn đề này. À, một đứa trẻ bình thường á, nó muốn trưởng thành một cách phát triển để phát triển toàn diện đó, phát triển để trưởng thành đó thì nó cần ba cái bình diện song song, không có thể tách rời. Đó là thể chất của trẻ, trí tuệ của trẻ và tình cảm của trẻ. Ba thể chất này nó ngắn gọn nó là phần thân, tâm và trí của con. Chúng ta hay nói với nhau là thân khỏe, tâm an, trí sáng ấy, đúng không ạ? Thì ba cái phần này nó là ba bình diện để phát triển song song thì nó đứa trẻ nó mới trưởng thành. Và tình yêu thương của những người xung quanh trẻ, đặc biệt là cha mẹ và đặc biệt là người gần gũi với trẻ nhất, nhất là giai đoạn 1 năm rưỡi đầu đời, nó vô cùng quý giá. Đó là trẻ phải cảm nhận được cái tình yêu thương mà cái người gần nhất đối với trẻ trao tặng cho trẻ. Cái trẻ cần cảm nhận được á, ba cái chữ cảm nhận được nó không hề dễ một tí nào. Trẻ cần cảm nhận được cái tình yêu thương và nó thấy là tình yêu thương này là một tình yêu thương ổn định, bền bỉ và vô điều kiện cơ. Chứ nếu mà trẻ lại nhìn thấy là lúc thì yêu, lúc thì không, rồi yêu lại phải có điều kiện, con ngoan, con nghe lời thì mới yêu, con không được như ý bố mẹ thì bố mẹ cáu, bố mẹ giận, thì bố mẹ không yêu. Đã, thì đấy không phải là một tình yêu bền bỉ và vô điều kiện. Mà cái tình yêu mà để trẻ cảm nhận được nó khác với tình yêu mà chúng ta nghĩ là chúng ta đang yêu trẻ nhưng mà đứa trẻ nó không cảm nhận được. Ví dụ như là một cái ôm ấm áp, một ánh mắt yêu thương, một lời khen chân thành, nó khác với một cái ôm hời hợt, một cái ánh mắt vô hồn hay là một cái cử chỉ mà ôm cho có. Có những người mẹ mà đang gặp rất là nhiều vấn đề về tâm lý, nhất là những người mẹ sau sinh bị trầm cảm. Thì nói bà mẹ đấy có yêu thương con không? Chắc chắn là có. Nhưng đứa trẻ đó có cảm nhận được tình yêu thương của con không? Rất khó, rất khó. Vì bản thân người mẹ đó cũng đang có rất nhiều vấn đề của mình, đúng không ạ? Tôi chỉ một ví dụ nho nhỏ thôi để chúng ta thấy là cái từ mà cảm nhận được á, nó rất là quan trọng nha. Không phải chúng ta yêu trẻ như thế nào mà là trẻ cảm nhận được tình yêu thương của chúng ta với trẻ hay không.
Dạ, thì cái thân giáo và ý giáo nó liên quan đến cái điều này, cả hai đều liên quan đến điều này. Và cái tình yêu, sự chấp nhận và sự ổn định là ba cái yếu tố quan trọng nhất, là điều kiện cốt lõi cho cái sự phát triển tình cảm tích cực ở đứa trẻ và khiến cho đứa trẻ hạnh phúc và phát triển toàn diện cả thân, tâm và trí. Tôi sẽ nhấn mạnh lại mạnh lại ba yếu tố quan trọng này nha. Đó là tình yêu, sự chấp nhận đứa trẻ như nó là và sự ổn định trong cái tình yêu thương đó, kể cả từ ý giáo cho đến thân giáo, cho đến ngôn giáo, nó phải thống nhất với nhau và ổn định. Thì lúc đó đứa trẻ nó mới thật sự phát triển những cái cảm xúc tích cực về nó và về mọi người xung quanh. Nên tại sao có những đứa trẻ nó lại không được tự tin? Đó là vì nó không cảm nhận được tình yêu thương của người lớn, nó không thấy được sự ổn định trong cái tình yêu thương đó, và đặc biệt là đứa trẻ nó không được chấp nhận, nó luôn luôn bị bắt làm theo ý bố mẹ mà nó không được tôn trọng cái tôi, cái cá tính, cái nhu cầu, cái khác biệt của nó, và đặc biệt nó còn bị so sánh với người này người khác. Tại sao con lại không giống anh hay giống chị? Tại sao bạn hàng xóm lại như vậy mà con thì lại không? Vân vân. Tất cả những cái điều đó nó làm cho đứa trẻ nó bị tổn thương tình yêu thương nghiêm trọng. Và từ đó đứa trẻ nó thật sự nó bị co cụm lại, nó bị tự ti, nó bị mặc cảm, hoặc là nó trở nên chống đối chúng ta. Và lúc đó thì bản thân đứa trẻ nó đang rất là cô đơn, nó thiếu cái tình yêu thương và đặc biệt là tình yêu thương chính mình. Tôi xin đọc một cái đoạn rất là thích trong cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh mà tôi đã từng đọc cho mọi người nghe trong chương trình đọc sách tối thứ bảy hàng tuần. Thì có một cái đoạn mà tác giả Nguyên Phong nói về tình yêu thương vô điều kiện. Rất là đáng quan tâm nha. Tình yêu thương này nó không chỉ là tình yêu thương trai gái mà nó còn là tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, cũng như các tình yêu thương khác nữa. Tác giả Nguyên Phong viết như sau: khi con người ta yêu thương chân thành, không đòi hỏi hay bám víu vào một điều gì, thì đó mới là tình yêu thương thật sự. Còn khi đã lệ thuộc vào điều kiện hay vì mục đích nào đó, thì đấy chỉ là sự hấp dẫn nhất thời. Nếu không được đáp lại, họ ắt sẽ đau khổ. Những người thực sự yêu thương nhau thì dù có gặp cách trở hay nghịch cảnh, tình yêu đó vẫn không thay đổi. Tình yêu thực sự luôn luôn lan tỏa năng lượng chữa lành, diệu kỳ và không bao giờ gây ra khổ đau. Vâng, các bạn, các anh, các chị thấy hay không ạ? Một cái đoạn rất tuyệt vời về tình yêu đúng không ạ? Đó là tình yêu thương thực sự đó. Vậy chúng ta tự hỏi bản thân xem chúng ta đã thực sự yêu con chúng ta với một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu thực sự hay chưa? Đấy là vấn đề mà tôi cùng các bạn cùng phải suy ngẫm đấy. Chúng ta đã trao truyền cho con cái tình yêu thực sự chưa? Để con cảm nhận được chưa? Xin thưa, đây mới là bài học dạy con giá trị yêu thương tốt nhất, chứ không phải dạy qua lời nói. Đây chính là ý giáo và ngôn giáo. Cái cách mà chúng ta hành xử, cái cách mà chúng ta biểu hiện, cái cách mà chúng ta chia sẻ. À, tôi còn nhớ đến một bài hay bài một một cái bài thơ về yêu con vô điều kiện để tôi tìm trong cái cuốn sách nghề là kỹ năng làm cha mẹ mà tôi đã xuất bản năm 2011 để tôi đọc cho mọi người nha. Tôi không biết là tôi có để trong cái ngăn tủ sách của tôi không. Rất tiếc tôi lại để ở tủ sách dưới nhà mất rồi. Đã, thì cái yêu con vô điều kiện nó quý giá vô cùng các quý vị. Vậy thì chúng ta đang thống nhất với nhau về cái cách mà chúng ta trao truyền. Nếu một đứa trẻ nó không cảm nhận được tình yêu thương thì nó sẽ không học được cái cách yêu thương chính mình, và từ đó nó sẽ không học được cách yêu thương ai hết. Nên sau này chúng ta cứ nói là đứa trẻ nó nhút nhát hay là tự ti, hay là chúng ta nói là đứa trẻ nó ích kỷ, nó không có biết quan tâm đến người khác. Biểu hiện của tình yêu thương đó là biết quan tâm đến người khác, biết chăm sóc người khác, biết vì người khác, và ít nhất thì cũng không làm hại người khác. Đấy chính là cái biểu hiện của tình yêu thương. Nhưng đứa trẻ nó sẽ học điều đó từ đâu và từ khi nào? Xin thưa rằng để muộn, lớn lên mới dạy là quá muộn rồi ạ. Hãy bắt đầu từ trong bào thai. Chúng ta muốn dạy trẻ giá trị sống quan trọng này, cốt lõi này, để đứa con nó trở thành một cái con người. Như chúng ta hay nói, người Việt chúng ta là dạy con nên người đó. Hay nói theo cái ngôn ngữ phương Tây của khoa học thì là đó là dạy trẻ có một cái nền tảng nhân cách tốt đó. Thì phải bắt đầu từ thai giáo. Đó là bố mẹ, những cái người liên quan đến thai nhi sẽ trao truyền cho con bằng ý nghĩ, bằng hành vi, như là đọc thơ, nói chuyện, bằng những cái suy nghĩ mỗi ngày, bằng những cái trò chuyện với con trong bụng mẹ, để đứa con nó cảm nhận được tình yêu thương. Chúng tôi làm nghề tham vấn tâm lý và chúng tôi đã biết những cái ca mà trong quá trình mang thai đó, mà người mẹ đã vì một lý do nào đó mà muốn bỏ thai nhi, sau đó không bỏ, thì cái cảm nhận của đứa trẻ nó rất là không an toàn, và sau này nó có những cái yếu tố liên quan đến cái đời sống tâm lý bất ổn. Ví dụ như là bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã chia sẻ một ca,
mà người con là đứa trẻ sơ sinh rất là khó, biểu hiện của nó là rất là quấy khóc và đau ốm và không chịu bú sữa mẹ. Người mẹ là một bác sĩ nhi đã rất là nỗ lực bằng tất cả những cái tài năng về y khoa khoa nhi của mình, rồi nhờ cả những cái đồng nghiệp giỏi nhất nữa nhưng mà cũng không giúp được vấn đề của đứa trẻ. Thì sau này đi trị liệu tâm lý với bác sĩ Nguyễn Khắc Viện thì mới là rõ là trong cái giai đoạn mà cô ấy mang thai thì người chồng đã ngoại tình và cô ấy đã nghĩ đến cái chuyện phải ly hôn với chồng. Cô ấy đã nghĩ đến cái chuyện là phải bỏ đứa con khi nó mới có mấy tháng tuổi thôi, 2 3 tháng tuổi thôi. Nhưng mà sau đó thì cô ấy lại quyết định giữ đứa bé lại nhưng vẫn ly hôn với chồng. Và những cái suy nghĩ rất là phức tạp ở cái giai đoạn mà người mẹ bị khủng hoảng trong hôn nhân này, và đặc biệt là cái suy nghĩ mà muốn bỏ thai, nó làm cho đứa trẻ nó mất kết nối với người mẹ và nó mất đi cái sự an toàn trong bào thai. Thì tiến sĩ Menat Joshi cũng đã nói một cái ý liên quan đến điều này, đó là khi mà chúng ta cái thế giới trong bụng mẹ đó nó sẽ phản chiếu cái thế giới bên ngoài đứa trẻ. Nếu đứa trẻ nó cảm nhận được sự yêu thương và an toàn thì sau này đứa trẻ ra ngoài đời nó sẽ sống rất là vui vẻ, hạnh phúc và hòa đồng với mọi người, vì nó có cái niềm tin và cái mối quan hệ xung quanh thông qua cái sợi dây gắn kết mẹ con rất là quý giá trong bào thai và giai đoạn 1 năm rưỡi sau sinh. Đó là cái giai đoạn mà cực kỳ nhạy cảm đối với cái cảm nhận yêu thương của đứa trẻ, chứ không phải đến khi lớn rồi chúng ta mới dạy trẻ giá trị yêu thương đâu ạ. Giai đoạn quan trọng nhất tôi xin nhấn mạnh lại đó là giai đoạn bào thai và giai đoạn 1 năm rưỡi sau sinh. Cái mối quan hệ gắn bó mẹ con nó vô cùng quan trọng, nó quyết định đến cái cảm nhận của đứa trẻ về cái tình yêu thương mà mọi người dành cho nó, và từ đó nó mới có thể có phát triển cái mầm yêu thương mà chính nó dành cho nó, và từ đó nó mới phát triển được cái bậc thứ hai, đó là biết biết yêu thương những người thân trong gia đình, rồi từ đó biết yêu thương những người liên quan đến 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 trẻ trong một cái phạm vi là một đất nước, một tổ quốc, và sau đó mới đến rộng hơn là cái cấp độ 4 là yêu thương mọi người, nhân loại trên thế giới, và cấp cao nhất đó là yêu thương được muôn loài, như là Đức Phật nói là chúng sinh bình đẳng đó. Nếu mà chúng ta có thể đạt được cái cấp độ đó là tuyệt vời nhất. Nhưng mà bước đầu tiên mà như tôi nói, nhấn mạnh lúc đầu đó là yêu thương bản thân. Điều mà chúng ta có thể làm gì cho con, ngoài cái nếu chúng ta con chúng ta đã qua cái giai đoạn nhạy cảm, qua giai đoạn quan trọng là một từ trong thai và 1,5 tuổi rồi, thì chúng ta có thể làm gì cho con? Bất kỳ lứa tuổi nào cũng chưa muộn để dạy con giá trị yêu thương đâu ạ. Hãy bắt đầu từ ý giáo và thân giáo. Ý giáo là gì? Là suy nghĩ của chúng ta về đứa trẻ. Chúng ta có tôn trọng đứa trẻ không? Chúng ta có chấp nhận nó không? Chúng ta có thật sự gửi gắm cho con những cái suy nghĩ tích cực về đứa trẻ, tin tưởng đứa trẻ, yêu thương đứa trẻ, lạc quan và mong chờ những cái sự tiến bộ của đứa trẻ không? Nhiều cha mẹ rất là thất vọng về con, cho nên là có những cái chê bai, chỉ trích trước mặt trẻ hoặc sau lưng trẻ, thậm chí là trong tư duy của họ, họ cũng nói những cái câu nghĩ trong đầu, những cái ý nghĩ rất là xấu, đứa này chắc bỏ đi rồi, rồi đứa này vô dụng rồi, rồi con tôi lì, con tôi bướng, con tôi hỗn lóc. Những cái câu nói đó, những cái ý nghĩ thôi, kể cả họ chưa nói ra, thì xin thưa là cái cảm ứng trong cái suy nghĩ của chúng ta, cái năng lượng tiêu cực mà chúng ta toát ra, đứa trẻ nó cảm nhận được, và đứa trẻ nó sẽ ngày càng thu hút vào cái thế giới cô đơn của nó, và nó sẽ đánh mất đi cái mầm yêu thương. Cho nên muốn nuôi dưỡng cái mầm yêu thương trong đứa trẻ, muốn dạy trẻ giá trị yêu thương, chúng ta phải bắt đầu bằng ý nghĩ. Hãy tôn trọng con, hãy tin tưởng con. Lòng tin và thương mến sẽ cho con mọi điều. Đấy là cái câu kết của cái bài thơ Cho Con Cách Sống mà tôi rất là thích. Đấy là ý thứ nhất về ý giáo. Ý thứ hai quan trọng hơn đó là phải là bằng ngôn giáo. Nhất là giai đoạn 0-6 tuổi, đứa trẻ nó thấm hút mọi thứ xung quanh. Nó cảm nhận chúng ta bằng tất cả mọi giác quan của nó và nó nhạy cảm vô cùng. Trong cuốn sách Trường Mẫu Giáo Uyên Thâm mà tôi đã từng giới thiệu trên trang Facebook của tôi là đã nhắc đến, tác giả đã nhắc đến là tất cả những gì trẻ thu nạp được trong 4 năm đầu đời là tất cả những gì trẻ sử dụng trong suốt 80 năm sau. Đã, chúng ta thấy quan trọng không ạ? Cho nên là nhiều bố mẹ cứ nghĩ là con còn nhỏ nên là không có để ý. Tất cả những cái hành vi cử chỉ của chúng ta với trẻ và với chính mình và với mọi người xung quanh, nó đều quay trở lại, nó ghi vào cái bộ nhớ của trẻ, đi vào tiềm thức của trẻ, và sau này lớn lên nó sẽ quy định cái cách mà trẻ ứng xử với trẻ, với mọi người xung quanh và với xã hội. Cho nên cái cách mà bố mẹ hành xử với trẻ nó vô cùng quan trọng. Nên tại sao mà khi trong thai nhi cũng như là sau sinh cũng như là sau trong giai đoạn nào đó, bất kỳ cái giai đoạn nào nha, thì đứa trẻ cũng cần chúng ta nhẹ nhàng với trẻ này, cười với trẻ nhiều hơn này, ôm đứa trẻ vào lòng nhiều hơn này, nói những lời yêu thương nhiều hơn này, hát cho trẻ nghe nhiều hơn này, chơi với trẻ nhiều hơn này. Và theo mỗi cấp độ thì chúng ta sẽ có cái sự gần gũi và bày tỏ tình yêu thương khác nhau. Ví dụ với trẻ tuổi dậy thì chúng ta lại học cái cách yêu thương như những người bạn với trẻ. Nhưng tất nhiên không có nghĩa là yêu thương thì nuông chiều trẻ đâu ạ, hoàn toàn không.
Cái người yêu trẻ và cái người nuông chiều trẻ là hai cái cách ứng xử khác nhau, hai cái thân giáo khác nhau. Nên nhiều những người nào mà đang nghĩ là ồ yêu trẻ là phải đáp ứng mọi nhu cầu của trẻ là không đúng đâu ạ. Chỉ đáp ứng những nhu cầu chính đáng và nhu cầu có lợi cho trẻ mà thôi. Còn những cái yêu cầu mà nó mang tính gọi là nhè mè nheo rồi quấy khóc rồi làm những cái hành vi xấu, ích kỷ thì những cái hành vi đó chúng ta cần phải rèn rèn trẻ. Vì đứa trẻ là một cái cây non mà cần chúng ta uốn. Nhưng uốn như thế nào? Chúng tôi thường khuyên thường cho cha mẹ một cái giải pháp là kỷ luật tích cực. Kỷ luật tích cực là dạy trẻ những hành vi đúng, còn trừng phạt là chấm dứt cái hành vi sai. Chúng ta lưu ý giúp tôi nha. Kỷ luật là dạy cho trẻ những hành vi đúng. Khi trẻ làm sai thì chúng ta phải dạy trẻ hành vi đúng chứ không phải là trừng phạt. Trừng phạt là chấm dứt hành vi sai. Nhiều cha mẹ trừng phạt la mắng đánh để mong là trẻ nên người thì hoàn toàn sai ạ. Có một cái câu nói của một nhà khoa học mà tôi trích dẫn ở đây. Tôi rất là thích cái câu này mà khi làm kỷ luật tích cực thì tôi thường đưa vào. Đó là cái ý này. Kỷ luật giúp cho trẻ, kỷ luật giúp cho trẻ giải quyết vấn đề. Tức là kỷ luật là dạy trẻ hành vi đúng đó, giúp cho trẻ giải quyết vấn đề đó. Nếu con làm sai thì lần sau con làm thế nào để đúng hơn. Thì đấy là người biết kỷ luật nha, là người đang yêu trẻ nha. Còn cái sự trừng phạt thì khiến đứa trẻ đau khổ vì vấn đề. Sự trừng phạt chính là chấm dứt hành vi sai, là làm cho trẻ đau khổ vì vấn đề. Để nâng cao việc giải quyết vấn đề, hãy tập trung vào các giải pháp không trừng phạt. Đã, cho nên là cái kỷ luật tích cực á, là khuyến khích bố mẹ hướng dẫn con làm hành vi đúng, chứ không hướng dẫn con hướng dẫn cha mẹ là phạt con đâu ạ. Cái phạt ở đây là nó khác, nó rất là khác với cái trừng phạt. Nếu phạt trong kỷ luật tích cực là ví dụ như là cho con một khoảng lặng cần thiết để con bình tĩnh, con kiểm soát cảm xúc. Sau đó khi con bình tĩnh rồi, chúng ta cũng bình tĩnh rồi, chúng ta mới hướng dẫn trẻ làm hành vi đúng, thì đấy là một cái hình phạt nhẹ nhàng và tích cực trong cái kỷ luật tích cực. Còn phạt theo kiểu như là la mắng đánh nhốt trẻ vào đâu đó, quát trẻ và để cho trẻ cảm thấy hành vi của trẻ là sai để bắt trẻ chấm dứt ngay hành vi sai thì đó là trừng phạt. Và trừng phạt sẽ mang đến sự đau khổ cho trẻ. Và sự đau khổ này nó sẽ làm mất đi cái tình yêu thương mà trẻ đang cảm nhận của chúng ta. Chúng ta nhớ là đứa trẻ nó phải cảm nhận được tình yêu thương của chúng ta nha. Thì cái mầm yêu thương của nó mới lớn lên. Còn nếu chúng ta trừng phạt trẻ là chúng ta đang làm cho cái mầm yêu thương đó nó bị thu chột. Cho nên cách mà chúng ta ứng xử với trẻ trong những tình huống như là trẻ có những hành vi không đúng, như thế nào để trẻ cảm nhận được tình yêu thương và như thế nào để trẻ thấy là trẻ đang bị không yêu thương, bị trừng phạt thì chúng ta có thể phân biệt được rồi, đúng không ạ? Và tôi rất là mong là một chút chia sẻ của tôi tối nay, tôi không có nhiều thời gian với quý vị vì chúng ta bị muộn chương trình rồi, cho nên tôi chỉ muốn gợi mở một vài điều để chúng ta thấy là cái giá trị yêu thương nó là cái giá trị sống cốt lõi, là giá trị sống quan trọng nhất trước khi chúng ta có thể dạy trẻ bất kỳ giá trị sống nào. Và xin lưu ý là giá trị sống chính là đạo đức, mà có rèn được cái đạo đức này thì sau này đứa trẻ lớn lên nó mới trở thành một những cái con người mà biết ứng xử đúng. Chúng ta nhớ là hành vi của con người đó hầu hết không phải bị chi phối bởi ý thức đâu, mà nó bị chi phối bởi cái cảm xúc và bản năng. Cái cảm xúc nó sẽ tạo ra năng lượng, tạo ra hành động. Và nếu đứa trẻ nó được rèn về cái đạo đức thì nó sẽ sau này đến lúc xảy ra tình huống nó sẽ có những cái hành động đúng đắn dựa trên những giá trị sống mà nó đã được rèn giũa từ khi còn bé. Đã, chúng ta lưu ý điều đó. Và trong một cái cuốn sách mà tối hôm qua thứ bảy tôi vừa đọc cho mọi người đó, là cái cuốn sách rất là hay về cái minh đạo nhân sinh, họ cũng nhắc đến điều này rồi. Và tôi rất là mong là mọi người sẽ tìm đọc những cái cuốn sách đó. Và nhấn mạnh lại, tối nay tôi chỉ mới chia sẻ với mọi người hai điều thôi. Để dạy trẻ giá trị yêu thương thì chính chúng ta phải chú ý ý giáo và thân giáo của mình khi mà tương tác với trẻ, dù cho trẻ ở độ tuổi nào. Tôi đang nhấn mạnh giai đoạn quan trọng nhất là trong thai và 1 năm rưỡi sau sinh và giai đoạn 0-6 tuổi. Nhưng không có nghĩa là chỉ giai đoạn đó chúng ta mới cần dạy về giá trị yêu thương ạ. Xin thưa là giá trị sống là một cái giống như một cái dòng nước mát mà bố mẹ sẽ tưới tắm cho cái cây non là cái đứa con của mình trong mọi giai đoạn cuộc đời. Và thực ra chính chúng ta cũng phải là cái người tưới cho cái tâm hồn của mình cái giá trị yêu thương đó. Nếu bạn không có giá trị yêu thương đó thì bạn không bao giờ dạy được con giá trị yêu thương, đúng không ạ? Và nhắc lại 5 cấp độ yêu thương mà tôi nói từ đầu nha. Cấp độ yêu thương quan trọng nhất và cũng là nền tảng nhất đó là yêu thương chính bản thân mình. Nếu mình không biết yêu thương mình thì mình không yêu thương được ai đâu ạ. Nên đừng có bắt trẻ phải phải yêu thương người khác trước khi mà cho trẻ cảm nhận là trẻ xứng đáng được yêu thương và trẻ nên biết yêu thương bản thân trẻ và mọi người đang yêu thương trẻ. Cấp độ thứ hai đó là yêu thương người thân, yêu thương gia đình. Cấp độ thứ ba đó là yêu thương đất nước, yêu thương những cái người xung quanh trẻ,
trong xã hội của trẻ, đó là đất nước, đó là tổ quốc. Và cái thứ tư đó là yêu thương thế giới, yêu thương nhân loại trên toàn thế giới. Và cái cấp độ thứ năm đó là làm cho trẻ yêu thương muôn loài vật, để cho trẻ có được cái tấm lòng nhân hậu, trẻ không sát hại bất kỳ một một cái con vật nào, một cái cây cọ nào, để mà trẻ có được cái giá trị sống thực sự là tình yêu thương nó thấm đẫm trong mọi hoạt động của trẻ. Tất nhiên điều này không hề dễ, nó là một tiến trình, và hơn ai hết chính chúng ta phải sửa mình trước khi sửa con, đúng không ạ? Vâng, chúc quý vị là có được tình yêu thương mà trẻ có thể cảm nhận được, chính chúng ta yêu thương trẻ và chúng ta làm sao cho trẻ cảm nhận được, và từ đó chúng ta giúp cho những đứa trẻ của chúng ta là những con người biết yêu thương. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã chờ đợi chương trình 8 cuối tuần hôm nay dù hơi muộn. Hẹn gặp mọi người trong các chương trình 8 của Chủ nhật hàng tuần, các tuần tiếp theo với nhóm 8 cuối tuần và các thành viên khách mời của 8 cuối tuần nữa. Lịch của chúng tôi là vào 9 giờ tối chủ nhật hàng tuần nha. Còn khi mà có việc quan trọng của chúng tôi mới lùi lại là thứ bảy, hoặc lùi lại giờ như hôm nay là tôi bắt đầu lúc 9 rưỡi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và ai có câu hỏi nào liên quan đến việc dạy con thì xin inbox cho tôi sẵn sàng cùng chia sẻ với quý vị. Cảm ơn mọi người nha. À, và giới thiệu thêm là mọi người hãy tìm đọc bộ sách mới của Thúy cùng các tác giả khác. Đó là cuốn Trăm trái tim con ấm, chính là dạy trẻ yêu thương và hạnh phúc. Một bộ đó là bộ có hai cuốn, Trăm trái tim con ấm và Giữ trí não con tinh, thì quý vị có thể tìm rất là dễ trên Tiki, và nếu mà cần Thúy mua dùm thì được giảm giá 30% và còn có chữ ký của bốn tác giả nữa. Cảm ơn mọi người nha, chúc mọi người một tuần mới, tối nay thì ngủ ngon và ngày mai sẽ là một tuần mới thật là tuyệt vời. Và hãy nhớ là đầu tiên mình hãy ôm chính mình và yêu thương chính mình trước nha. Rồi, cảm ơn mọi người, tối nay hãy ngủ ngon, tặng mình một giấc ngủ ngon nha. Cảm ơn và xin chào và tạm biệt.